Mai Phương ở Hiền gặp lành, một tiến sĩ ở Mỹ đã về để điều trị phòng trường hợp xấu nhất. Ốc Thanh Vân tiết lộ, dù tình hình xạ trị đang khả quan, nhưng cơ thể Mai Phương có thể kháng thuốc bất cứ lúc nào. Dù đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân vẫn không quên cập nhật tình hình bệnh của Mai Phương với khán giả. Mới đây, Ốc Thanh Vân chia sẻ tiến triển khả quan bệnh tình của Mai Phương và những đau đớn khó chịu nữ diễn viên phải đối diện sau khi xạ trị. Theo đó, tác dụng phụ của việc vào thuốc là Mai Phương bị rối loạn tiêu hóa, bị đau bụng. Tiếp theo là trên mặt Mai Phương sẽ xuất hiện những nốt mụn sẽ nổi, từ li ti đến dày đặc. Ốc Thanh Vân cho biết thêm, hôm nay là ngày dùng thuốc thứ 10 và sẽ còn phải dùng rất lâu dài. Hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất và kéo dài được quá trình này. Vì thuốc tốt đến mấy, đến một lúc nào đó sẽ có tình trạng kháng thuốc. Đến lúc đó bác sĩ sẽ phải chuyển sang loại thuốc khác mạnh hơn, tốt hơn hoặc là thay đổi phương án khác. Diễn viên cô gái xấu xí tiết lộ, có một tiến sĩ ở Mỹ đã về Việt Nam gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho Mai Phương để tính toán về việc kháng thuốc. Vì vậy, có thể Mai Phương sẽ phải xét nghiệm lại để tìm xem có loại thuốc nào khác hay không. Còn hai tia xạ nữa là tạm thời ngưng đợt xạ trị lần này. Nhờ xạ, những điểm di căn trong xương có dấu hiệu dừng lại và em không còn bị đau nhức nữa, Ốc Thanh Vân nhấn mạnh. Ốc Thanh Vân còn chia sẻ thêm, Mai Phương và gia đình đang tính toán xem nên ở lại viện hay về nhà nghỉ ngơi, chờ đến đợt điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình không có người chăm nom và ở bệnh viện được bác sĩ quan tâm chu đáo, nên có thể nữ diễn viên sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện. Cuối dòng trạng thái, Ốc Thanh Vân cho biết thêm, vừa qua đến hết ngày 31 tháng 8 hôm qua, cô đã tạm dừng việc quyên góp cho Mai Phương chữa bệnh qua tài khoản của mình, để tổng kết số tiền và mở sổ tiết kiệm cho con gái của nữ diễn viên là bé La Vi. Mai Phương nhập viện chữa trị ung thư phổi vào đầu tháng 8. Nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ giúp đỡ vật chất của khán giả khắp nơi qua tài khoản của chính cô và nhiều đồng nghiệp. Như Ốc Thanh Vân hơn 800 triệu, Đại Nghĩa hơn 800 triệu, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gần 300 triệu, các phượng Kiều Minh Tuấn hơn 600 triệu. Mới đây, đêm nhạc do Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên tổ chức cũng thu được hơn 800 triệu đồng ủng hộ Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình. Sau vụ Hòa Minzy đột nhập hậu trường gặp BTS, fan V-pop và fan K-pop khẩu chiến dữ dội. Trong khi fan K-pop chỉ trích Hòa Minzy hết lời, thì fan V-pop lại bênh vực cô nàng. Kết quả cuộc khẩu chiến giữa hai bên đã lên đến đỉnh điểm. Vụ việc Hòa Minzy dùng thẻ nhân viên mượn từ bạn để vào hậu trường gặp BTS tiếp tục làm dấy lên cuộc khẩu chiến dữ dội giữa hai cộng đồng fan K-pop và V-pop. Một bên chỉ trích Hòa Minzy thậm tệ vì hành động được cho là bám đuôi, xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ. Một bên lại ra sức bênh vực nữ ca sĩ, bên cạnh đó dùng nhiều bình luận mạt sát cộng đồng fan K-pop tại Việt Nam vì đã quá khắt khe với nghệ sĩ nước nhà. Đứng trên quan điểm của fan K-pop thì việc làm của Hòa Minzy hoàn toàn sai trái và đáng bị lên án, bởi ai cũng biết rõ hậu trường là nơi nghệ sĩ nghỉ ngơi thay trang phục để chuẩn bị cho các màn trình diễn, và dĩ nhiên hậu trường chỉ chấp nhận nghệ sĩ nhân viên và quản lý của nghệ sĩ mà thôi. Hậu trường là nơi để nghệ sĩ nghỉ ngơi chuẩn bị cho các màn trình diễn tiếp theo. Nếu không phải nhân viên, thì bất cứ ai cũng không có quyền xâm phạm không gian này. Việc một người không có trách nhiệm gì như Hòa Minzy lại ngang nhiên lách luật bằng cách mượn thẻ staff để có thể gần hơn thần tượng của mình là hành vi xâm phạm không gian riêng tư một cách trắng trợn. Nếu chỉ xem qua, nhiều người có thể nghĩ rằng Hòa Minzy chưa gây nên hiệu quả gì nghiêm trọng, chỉ đứng từ xa để nhìn BTS và không ảnh hưởng đến nghệ sĩ. Thế nhưng xem xét kỹ hơn, giọng ca rời bỏ đã hành động như một fan cuồng, thành phần mà fan K-pop cực kỳ dị ứng. Đó cũng là lý do vì sao ARMY Việt và quốc tế lại phản ứng dữ dội như vậy. Ngược lại, fan V-pop lại cho rằng fandom của BTS đang làm quá sự việc, mạt sát Hòa Minzy thái quá. Cộng đồng fan của Hòa Minzy cũng đang ra sức bên vực cho thần tượng của mình. Nhiều người cho rằng Hòa Minzy hâm mộ BTS, vì thế việc tìm mọi cách để gặp được thần tượng là điều bình thường, miễn sao cô nàng không có hành động quá khích hay để lại hậu quả gì quá lớn. Nếu như cuộc tranh luận chỉ dừng lại mức độ ai đúng ai sai thì cũng không có gì đáng để nói. Điều đáng nói ở đây là một bộ phận lớn netizen Việt lại cho rằng fan BTS đã quá cuồng loạn idol, đội idol lên đầu để sống nên mới chỉ trích Hòa Minzy gay gắt như vậy. Một số ý kiến cho rằng nếu ARMY có cơ hội được gần idol thì cũng sẽ hành động như Hòa Minzy mà thôi. Hòa Minzy không có lỗi, lỗi nằm ở việc cô là người nổi tiếng và fan K-pop đang ganh tị với những gì cô có được. Vốn BTS không lên tiếng phàn nàn thì fan K-pop cũng chẳng có quyền gì chỉ trích Hòa Minzy.
Sau nhiều chỉ trích, Hòa Minzy đã lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng fan K-pop vẫn tiếp tục giữ vững quan điểm của mình, cho rằng Hòa Minzy là một fan K-pop lâu năm nhưng lại không nắm được những quy tắc cơ bản của việc làm fan, ngang nhiên xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ. Cuộc khẩu chiến giữa fan K-pop và fan V-pop xoay quanh vấn đề này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi bên đều có cái lý của mình, thế nhưng trong lúc tranh luận, cả hai bên nên tránh những từ ngữ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhau. Thầy Park, người hâm mộ cứ yên lòng, chúng tôi sẽ lấy huy chương về cho đất nước Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam, ông Park Hang-seo, đặt mục tiêu sẽ đánh bại U23 UAE trong trận tranh huy chương đồng ASEAN 2018 sau 90 phút thi đấu mà không bước vào loạt sút Lulu, và đó sẽ là quà tặng cho người hâm mộ. Theo điều lệ môn bóng đá nam ASEAN 2018, trận tranh huy chương đồng sẽ không đá hiệp phụ. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu sẽ bước vào loạt sút Lulu. Chính vì điều này, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò giải quyết đối thủ sau 90 phút mà không bước vào loạt sút cân não. Trận tranh huy chương đồng với U23, UAE sẽ không đá hai hiệp phụ đâu, mà hai đội sẽ bước vào loạt sút penalty luôn. Tôi thật sự không muốn các học trò bước vào loạt sút cân não đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Chiến lược gia người Hàn giải thích lý do muốn giải quyết nhanh trận đấu trong 90 phút. Các anh nhìn ở ngoài trông thế thôi, chứ tôi là huấn luyện viên trưởng nhiều lúc mệt mỏi lắm. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút, và để thực hiện cho mục tiêu đó, huấn luyện viên cùng các cộng sự của mình đã nghiên cứu kỹ càng đối thủ U23, UAE để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi có xem UAE đá trận bán kết qua TV, các trợ lý của tôi cũng đã thu thập đầy đủ băng hình cũng như thông tin về đối thủ. Trong chiều 30 tháng 8, chúng tôi sẽ họp để phân tích về đối thủ này. Nói chung đã vào tới bán kết, chúng ta không thể coi nhẹ đối thủ nào cả vì mỗi đội đều có một đặc trưng. U23, UAE đã đa dạng, họ có thể chơi theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Các cầu thủ đá cánh giàu tốc độ, đột phá tốt. Tuy nhiên, tôi nhận thấy vào hiệp 2 trận đấu với Nhật Bản, thể lực của các cầu thủ xuống rõ rệt, ông thầy người Hàn tiết lộ. Các cầu thủ khá buồn, khiến không khí trong đội không tốt sau trận thua bán kết. Thế nên, tôi đã nhắc nhở vẫn còn một trận đấu phía trước. Chúng tôi muốn có tấm huy chương đồng để gửi tặng khán giả sau những ủng hộ và cổ vũ dành cho U23 Việt Nam, ông Park khẳng định. Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ ngơi và thư giãn. Ngày 31 tháng 8 hôm nay, toàn đội sẽ tập nhẹ để chuẩn bị bước vào trận tranh huy chương đồng với U23 UAE vào lúc 15 giờ chiều ngày 1 tháng 9. Lê Phương khoe quà sinh nhật có 102 của ông xã kém tuổi. Đây không phải lần đầu tiên Trung Kiên dành tặng vợ những món quà sinh nhật chẳng giống ai như thế này. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ món quà đặc biệt được ông xã kém tuổi tặng trong ngày sinh nhật. Cô tâm sự, chồng trẻ luôn có những màn tặng quà đặc biệt và thú vị, khiến năm nào mình cũng phải chờ đón. Cô viết, không biết từ lúc nào giống như trẻ nhỏ trong ngóng ngày Tết để được lì xì và mặc đẹp, thì em lại mong chờ ngày sinh nhật mỗi năm để được anh tặng quà, cứ đúng 0 giờ 0 phút. Lịch sang ngày 28 tháng 8 là nhận được quà sinh nhật của anh, 3 năm bên nhau là 3 món quà tuyệt vời nhất tự tay anh làm, thương lắm. Từ khi yêu nhau, chồng Lê Phương luôn dành những món quà bất ngờ cho bà xã. Nữ diễn viên nhớ lại sinh nhật đặc biệt vào năm 2016 của mình. Sinh nhật đi quay từ 6 giờ sáng, anh đón về lúc 23 giờ 30, anh nói đi với anh vào đơn vị có chút việc. Nửa đêm mà còn việc gì, nghĩ vậy nhưng vẫn leo thiệt nhanh lên anh bạn và không quên ôm anh thật chặt. Anh vào phòng không bật đèn, đứng hoài không thấy anh trở ra. Cửa lại mở toang, chẳng biết như thế nào, tò mò nhìn vào anh đứng yên, trên tay là món quà sinh nhật tự tay anh làm với nụ cười ánh mắt ấm áp, không thể tả. Lúc ấy người yêu 9X của Lê Phương nói, sinh nhật vui vẻ em yêu nhé, khiến cô như vỡ òa. Món quà Trung Kiên tặng cô là ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn, bên trong để một cặp nhẫn. Ngôi nhà tự tay chồng Lê Phương làm tặng vợ, bên trong có để một cặp nhẫn. Năm 2017, Trung Kiên tặng vợ bức tranh mình tự vẽ. Với Lê Phương, Trung Kiên là người giúp cô vượt qua rất nhiều câu chuyện buồn trong cuộc đời. Lý Hải Minh Hà gây ghen tị khi trốn bốn nhóc tì đi du lịch, khoe ảnh đẹp nứt ngay.
cặp đôi bốn con Lý Hải Minh Hà vi vu từ châu Âu đến châu Phi khi ghé thăm nhiều địa điểm quanh khu vực Địa Trung Hải. Nam ca sĩ Lý Hải và bà xã Minh Hà đang có chuyến du lịch dài ngày tại khu vực Địa Trung Hải khiến nhiều fan hâm mộ ghen tị. Thông thường trong những chuyến đi chơi xa của gia đình Lý Hải Minh Hà đều có sự góp mặt của bốn nhóc tì đáng yêu, nhưng lần này cả hai quyết định trốn con vi vu như vợ chồng son. Cặp đôi bày tỏ mấy năm rồi mới có dịp dẫn gấu mẹ đi chơi mà không có gấu con. Vừa có mặt ở đảo Síp thuộc châu Âu, cặp đôi lại tiếp tục đến Ai Cập nằm ở Bắc Phi. Nhìn những hình ảnh trẻ trung ngọt ngào của đôi vợ chồng bốn con, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì vẻ ngoài cũng như hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Lý Hải Minh Hà đang có chuyến du lịch thú vị tại khu vực Địa Trung Hải. Lần này, chuyến vi vu của cặp đôi không có sự góp mặt của bốn nhóc tì. Vợ chồng nam ca sĩ ngọt ngào trên đảo Síp. Khung cảnh tuyệt vời nơi đây khiến cả hai bày tỏ có những nơi khi đến bạn sẽ không muốn về. Đôi vợ chồng nổi bừng bật vì cùng diện đồ tông vàng. Sự ăn ý từ hành động đến phong cách của cặp vợ chồng bốn con làm fan không khỏi ghen tị. Nhiều người còn hết lời khen ngợi Minh Hà vì nhìn vẻ ngoài trong cô vẫn như gái còn son. Đôi vợ chồng không tuổi luôn ngập tràn yêu thương như thuở ban đầu. Biết dành thời gian riêng cho nhau sau những bận rộn của công việc và chăm sóc bốn nhóc tì.